Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới tình hình của Việt Nam quý vị trong ngày hôm nay hai tờ báo lớn của Việt Nam đăng hai bản tin mà tôi nghĩ rằng là cho thấy tình trạng mà ngân sách của chế độ cai trị hiện nay đã bị thâm thủng nghiêm trọng và đang tìm đủ mọi cách để tăng cường ngân sách và đồng thời trả bớt những món nợ mà họ thiếu từ Trung Quốc. Quý vị, à, bản tin đầu tiên mà chúng ta thấy được từ ở tờ à, Thanh niên trong đó nói rằng ngân hàng nhà nước bơm tiền mạnh, lãi suất tiết kiệm lên tới 9.3%, trong đó là ngày lãi suất đã bắt đầu nhà, có cái mức gọi là bơm mạnh tiền vào và khiến cho lãi suất à, tuy nhiên lãi suất vẫn còn xu hướng tăng cao hơn trong ngày 26 tháng 10, đó là cái bản tin thứ nhất. Bản tin thứ hai là việc mà phía của uh, tiền vào chứng khoán đã giảm đi. Giá trị giao dịch chứng khoán đã đạt mức 8.050 tỷ đồng và chỉ bằng 2/3 so với ngày hôm qua và xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Nhiều công ty chứng khoán đã hy vọng là đồng, dòng tiền sẽ quay trở lại uh, trong cái mức uh, giao dịch. Tuy nhiên thì nó đã giảm liên tục trong vòng uh, 2 năm qua. Và quý vị, như vậy thì chúng ta có được hai bản tin Thứ nhất là tiền đổ vô thị trường chứng khoán giảm Và thứ hai Lãi suất ngân hàng đã tăng cao Và có xu hướng tăng, tăng cao thêm Thì nhiều người cho rằng Nhiều người cho rằng Là tình trạng này là bởi vì giới đầu tư Thấy không có lợi trong thị trường chứng khoán Rút tiền ra Và bây giờ thấy rằng là bán Tức là bán cổ phiếu đi đó Bán cổ phiếu đi xong rồi thì Thay vì á, mua lại cổ phiếu khác Thì bây giờ thấy phân lợi của ngân hàng lên tới 9.3% thì bây giờ chuyển tiền vào trong ngân hàng để mà có lợi hơn là bây giờ bỏ vào thị trường chứng khoán. Thì quý vị, cách giải thích này cũng hữu lý một phần nào. Nhưng mà đây chính là cái ý định và cái ý đồ của kẻ cai trị tại Việt Nam. Tức là chế độ Hà Nội. Thì quý vị, để phân tích cho quý vị thấy rõ. Thứ nhất là tình trạng mà đổ tiền vào và bơm tiền vào cho thấy đã có một cơn khủng hoảng lớn ở trong hệ thống tài chính của Cộng sản Việt Nam. Tại sao phải bơm tiền vào? Bơm tiền vào để có thể uh, dành lại cái uh, quy thế và cái tín dụng của ngân hàng Trong lúc mà các ngân hàng đang đối diện với quá nhiều những món nợ xấu Tại sao có những món nợ xấu? Nó bắt nguồn từ cái cuộc gọi là đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng Nhắm vào các đại gia trong ngành chứng khoán và ngành địa ốc tại, họ, tại Việt Nam Ok quý vị, giải thích một cách rõ ràng quý vị nhìn thấy là ngành chứng khoán đang trở thành cái lò đốt củi của nguyễn phú trọng tức là trong mấy năm qua thì chứng khoán trở thành một cái nơi kiếm tiền của rất nhiều đại gia tức là những công ty lớn nó chơi cái trò nhưng mà tôi từng giải thích đó tức là tung tin ra ký hợp đồng chỗ này à, mua thêm cái những cái sản phẩm khác để mà nâng giá thị trường lên để họ bán ra rồi sau đó họ tung những cái tin tiêu cực ra để đẩy giá xuống để họ mua vào thì flc của trịnh văn quyết đã sử dụng cái chiêu thức này và bây giờ trịnh văn quyết đã bị bắt giữ tài sản đã bị tịch thu và bị đấu giá thì quý vị lò đốt củi của nguyễn phú trọng nhắm vào tất cả những đại gia chuyên môn lợi dụng cái uh, tin tức trên thị trường chứng khoán để mà thu lợi thì bây giờ nguyễn phú trọng nhắm vào đây đó là điều thứ nhất điều thứ hai chứng khoán là cái nơi giấu tài sản một cách kín đáo nhất của cán bộ đảng việt cán bộ đảng viên lương trung bình mà theo cái mức lương của họ họ vốn không có đủ để mà sống nhưng mà họ vẫn giải thích được tài sản của họ mua được từ biệt phủ xe đẹp hàng hiệu con đi du học là nhờ họ kiếm lời trong thị trường chứng khoán vậy thì tiền đâu họ bỏ vào chứng khoán để kiếm lời thì họ không giải thích họ mượn danh nghĩa những cái công ty mà họ lập ra làm bình phong rồi họ nói rằng đây là tiền của những công ty trong gia đình của họ kiếm được rồi châm vào thị trường chứng khoán và đẩy tài sản họ lên cao. Đây là cái hành động để che đậy cái hành động tham nhũng của họ. Thì quý vị, thị trường chứng khoán trở thành một cái điểm thứ nhất là cái công cụ kiếm tiền của một số đại gia đã sử dụng cái uh, nguồn thông tin ở trong cái công ty của họ. Tôi lấy ví dụ, công ty flc là một cái công ty hình uh, như là làm chủ của một cái hãng uh, vietjet hay là uh, bamboo gì đó đúng không quý vị bây giờ chỉ cần tung tin ra là vietjet hay bamboo à, mua thêm một chục chiếc máy bay nữa thì đương nhiên là giá trị cổ phiếu của họ sẽ tăng lên rồi cái một vài tháng sau khi họ bán ra cổ phiếu rồi thì bắt đầu là họ tung những cái tin tiêu cực ra nói là ô oh, cái cuộc ký hợp đồng này bị trở ngại bị gì đó thì giá cổ phiếu của họ rớt xuống họ lại mua vào đó là cách mà trịnh văn quyết đã làm để mà à, để mà trục lợi trong thị trường chứng khoán thì cái vị các công ty thì chơi trò này các cán bộ đảng viên cũng nương theo cái trò này để kiếm tiền và giấu tài sản của họ ví dụ như là trịnh văn quyết đưa ra là họ đã có sẵn cổ phiếu của flc rồi họ bán ra cho tới khi mà trịnh văn quyết bắt đầu quyết định là hạ giá cổ phiếu xuống để mua vào thì cũng thông báo cho các cán bộ đảng viên vây cánh của ông ta biết để mà còn kiếm lợi chứ thì quý vị những cán bộ đảng viên này chơi cái trò đó và không chỉ với một công ty FLC mà cả trăm công ty khác trên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Do đó, cái thị trường chứng khoán đã trở thành một cái ổ che giấu tài sản và trục lợi của các cán bộ có liên kết với những đại gia. Thì Nguyễn Phú Trọng biết được và cái tiềm lực mà đánh vào cái này, thì Nguyễn Phú Trọng muốn triệt hạ tất cả những kẻ mà có tiềm lực về tài chính. Thuộc cái phe đối phủ thì phải đem một hai con dê tế thần ở trong thị trường chứng khoán ra để buộc tất cả những con dê còn lại phải tuân thủ theo cái luật chơi của Nguyễn Phú Trọng. Do đó quý vị, ông ta đánh vào thị trường chứng khoán và đánh rất mạnh. Thì quý vị, kết quả từ cái vụ của FLC của Tân Hoàng Minh thì quý vị thấy thấy rõ ràng là gì quý vị? Toàn bộ thị trường chứng khoán của Việt Nam đã bị đỏ rực. Nhiều người mất trắng tiền luôn. Nhiều người mất trắng tiền luôn khi mà cổ phiếu rất liên tục. Do đó, bây giờ cái thị trường chứng khoán Việt Nam, cái chợ cờ bạc này nó trở thành một cái nơi khá phong hiểm cho cái tài sản của các cán bộ Đảng Việt. Thì quý vị, chiêu thứ hai của Nguyễn Phú Trọng là đánh vào ngành địa ốc bởi vì ngành địa ốc cũng là một cái hình thức che giấu tài sản. Thì quý vị, ông ta đánh vào ngành địa ốc, Tân Hoàng Minh hay là mới đây nhất là cái vụ của Trương Mỹ Lan và sắp sửa tới những con những con những đại gia của ngành địa ốc ở miền Nam sẽ trở thành cái mục tiêu của Nguyễn Phú Trọng nó có hai ý nghĩa thứ nhất là triệt hạ tất cả những vây cánh còn lại của cái phe trước đó là Lê Thanh Hải hay là Nguyễn Tấn Dũng vân vân thì cái ý nghĩa này quý vị đã thấy rồi nhưng cái ý nghĩa kế tiếp thì các đại gia là phải bán tháo bán chạy các cái tài sản này bán tháo bán chạy tất cả những tài sản này thì quý vị khi bán tháo bán chạy như vậy đó Thì cái việc mà họ vay nợ của ngân hàng đó quý vị Là không đủ Tức là họ phục kích để kiếm lời mà Tất cả tiền mà mua các cái địa sản địa ốc Đều vay tiền của ngân hàng hết Do đó cái hệ thống tài chánh ngân hàng của Việt Nam đó Nó trở thành một cái khủng hoảng về tín dụng xấu Tức là cái cuộc đánh này nó khiến cho các đại gia phải lo bán đi những cái tài sản của mình để lấy tiền mặt thứ nhất là trả nợ cho ngân hàng và thứ hai nếu có dư thì để phòng thân đó là cái chính thì quý vị khi đánh vào cái ngành chứng khoán xong rồi thì bây giờ đánh tiếp luôn vào cái ngành địa ốc thì thị trường địa ốc của việt nam bây giờ đang nằm trong tình trạng gọi là khó khăn bán khó hơn mua và thứ hai giá bắt đầu có một số đại gia đã tìm cách gọi là bán đại đi có giá là bán hoặc là lỗ một chút đỉnh cũng không sao để trả cái tiền ngân hàng. Còn hơn là mất trắng tay và bị siết nợ. Thì quý vị, tình trạng địa ốc được bán ra với cái tình trạng này, do đó cái nợ xấu của ngân hàng rất là nhiều. Và ngân hệ thống ngân hàng của Cộng sản Việt Nam đã thiếu hụt tiền mặt. Do đó, tại sao ngân hàng trung ương bơm tiền vào? Đó là cái tin mà báo thanh niên đã đưa ra là bơm tiền vào rất là mạnh. Để giữ và trả bớt các cái món nợ xấu mà ngân hàng đang gánh Đó là thứ nhất là họ bơm tiền vào Để rồi họ thu mua lại những cái ngân hàng tư nhân Bằng cái giá không đồng Bởi vì những ngân hàng đó đã bị lỗ lã Trong việc mà cho vay ra Đó là điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy Cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam Đang nằm trong cái tình trạng gọi là Đối diện với cái hậu quả nợ xấu quá nhiều Bởi vì quý vị Ở trong cái tình trạng mà cho vay đó Thời gian trước nó rất là dễ dàng và nó có sự cấu kết của các giám đốc và những người duyệt hồ sơ cho vay với lại cái thành phần thương nhân và những đại gia địa ốc ở bên ngoài nó duyệt cho mau để nó lấy quê hồng và đồng thời là gì quý vị những đại gia này thổi giá địa ốc lên bán lại để kiếm lời sau khi khấu trừ cái tiền của ngân hàng ra họ vẫn lời một đống thì cái cách làm ăn mà mua qua bán lại không có xây dựng nhiều toàn là mua bán bằng giấy tờ trên những cái tấm đất được chia lô bán nền thôi vẫn chưa có một cái gì xây dựng trên đó hết nhưng nó có thể mang lại cả triệu mỹ kim cho những kẻ mà làm việc này do đó quý vị việc duyệt xét hồ sơ này mấy năm trước nó nó có sự cấu kết rất là rõ ràng chính vì sự cấu kết này nó mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay khi nguyễn phú trọng đánh vào thị trường địa ốc thì quý vị mới phát hiện ra là những đại gia mua này không có qualify vay tiền của ngân hàng nhưng vì lý do nào đó họ vẫn được vay tiền của ngân hàng và mua đất mua đai bây giờ quý vị những cái món nợ đó trở thành món nợ xấu bởi vì những đại gia đó không có đủ tiền mặt để trả các món nợ đã bị đáo hạn với nhân danh là vì đại dịch do đó dạo trước quý vị thấy là yêu cầu bơm tiền vào hỗ trợ cho các đại gia là như vậy thì quý vị cuối cùng phía nguyễn phú trọng không có bơm tiền và nguyễn xuân phúc hay là phạm minh chính không có bơm tiền ngược lại họ bơm tiền vào ngân hàng Bây giờ họ bơm tiền vào ngân hàng. Thứ nhất là duy trì hoạt động của các ngân hàng để tạo niềm tin cho những người khác, tức là những người dân. Để làm gì? Bơm tiền vào cho thấy là cái hệ thống ngân hàng nó đang có hệ thống tài chính tốt, được chính phủ hỗ trợ. Thì như vậy mới chiêu dụ được người dân tiếp tục giữ tiền trong ngân hàng. Và cầu cùng một lượt, nó tăng phân lời lên để người dân thấy được cái lợi gửi vào quỹ tiết kiệm. À, chín chấm mấy lần. Trong khi bên Mỹ đó quý vị, chúng tôi tăng lãi suất nè. Cũng tăng lãi suất đó. Nhưng mà cái phân lời mà tiền tiết kiệm của mình trong ngân hàng không được bao nhiêu cả. Rất là thấp. Trong khi Việt Nam bây giờ đẩy lên cao như vậy là để chi quý vị thứ nhất là điều đầu tiên hết. Cộng sản muốn duy trì cái lượng tiền trong ngân hàng. Không muốn người dân rút tiền mặt ra. Bởi vì nó phải tăng phân lời lên để mà người dân thấy kích thích và tiếp tục giữ tiền mình trong ngân hàng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai khi mà thì tiền vào thị trường chứng khoán bị giảm thì cái tiền nó đi đâu quý vị nói tôi nghe đi nếu tiền vào chứng khoán bị giảm tức là người dân các cái cái kẻ đầu tư tại Việt Nam không đổ tiền vào thị trường chứng khoán mua cổ phiếu nữa thì cái lượng tiền nó nằm ở đâu nó nằm ở ngân hàng và nằm ở ngân hàng với phân lời cao thì các đại gia nghĩ rằng là họ yên tâm tại vì tiền lời ngân hàng bây giờ cao rồi Yên tâm hơn là đọc, bổ vô thị trường chứng khoán, lỡ rớt giá một cái nữa là mình mất trắng tay Do đó Hai cái việc mà tăng phân lời và đổ thêm tiền vào Chủ yếu là Tìm cách gọi là tạo cái quy thế cho hệ thống ngân hàng tại Việt Nam Thứ nhất là đối với công chúng Thứ hai là đối với lại cái thị trường của uh, Chứng khoán đó Mà không đầu tư vào á Thì tiền đó nên chạy vào ngân hàng Qua các cái quỹ tiết kiệm Thì quý vị cuối cùng mục tiêu của kẻ cai trị là cái gì bởi vì cái ngân sách của quốc gia họ đang bị thiếu hụt trầm trọng bằng chứng là các công ty quốc danh của cộng sản việt nam không đủ tiền mua xăng dầu và tình trạng xăng dầu thiếu mà lại kiểm soát cái giá cả không cho những cây xăng được bán đúng giá thị trường do đó quý vị tình trạng này là cái ngân sách quốc gia đã bị thiếu hụt trầm trọng nói một cách khác là thâm thủng trầm trọng ngân sách quốc gia mà thâm thủng nó sẽ ảnh hưởng tới những món nợ và không thể vay được nợ từ bên ngoài đặc biệt với, với trung quốc khi mà các món nợ vay từ ngân hàng trung quốc bị đáo hạn mà không có tiền trả nợ thì lúc đó cộng sản việt nam chưa chắc được vay thêm nợ của trung quốc đừng nói tới uh, imf đừng nói tới world bank những ngân hàng này là không có cho việt nam vay nợ thêm trừ phi trả hết nợ cũ và trừ phi cải tổ hệ thống luật pháp thì mới có thể vay thêm nợ của IMF của ADB hay là của à, à, World Bank tức là ngân hàng thế giới. quý vị cách đây mấy ngày ADB đồng ý tài trợ cho Việt Nam một trăm mấy chục triệu để xây dựng cái hạ tầng cơ sở là bởi vì cộng sản Việt Nam muốn vay tiền nhưng họ không cho họ thí luôn họ cho một số tiền nhỏ thay vì cho mượn một cái số tiền lớn vài tỷ đồng hay vài trăm triệu đồng vài tỷ mỹ kim hay vài trăm tỷ mỹ kim vài trăm triệu mỹ kim để mà vay nợ thì adb lắc đầu ok anh muốn xây dựng thì tôi có cái ngân sách riêng dành cho những quốc gia nhân đạo dành cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển thì đây tôi tài trợ cho anh một số tiền nhỏ để anh làm chứ tôi không cho anh vay được tại vì anh không đáp ứng đúng cái nhu cầu và cái quy tắc của thị trường của cái việc mà vay tiền Do đó ADP, World Bank, IMF cùng một format Họ không vay được tiền nữa quý vị Riêng đối với ngân hàng Trung Quốc Thì bây giờ quý vị các món nợ vay từ những năm trước Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi vào thời kỳ đáo hạn Tức là năm 2023 và 2024 Là hai cái năm mà đáo hạn của những món nợ ngắn hạn Họ vay từ Trung Quốc trong cái chương trình một vành đai một con đường Bây giờ tới lúc phải trả nợ thì quý vị tiền đâu trả nếu không thu tóm tiền vào ngân hàng thì tiền đâu trả do đó nguyễn phú trọng đánh cái thị trường chứng khoán thứ nhất là để bắt đầu là nhắm vào cái phe phái gọi là đối lập của ông ta đang đang uh, giấu những cái nguồn tiền ở trong thị trường chứng khoán thứ hai là ông ta đang muốn không đầu tư vào chứng khoán nhiều mà đem cái tiền đó biến thành tiền mặt ở trong ngân hàng để cái nguồn cái máy cai trị đó có thêm một mớ tiền Và thứ ba nữa quý vị Là ông ta cũng lấy danh nghĩa Là đáp ứng cái yêu cầu của cộng đồng quốc tế Về việc minh bạch hóa thị trường chứng khoán Đây là lý do tại sao Nguyễn Quốc Động đánh rất mạnh vào thị trường chứng khoán Và khi thị trường chứng khoán bị, bị à, Gọi là bị hoang mang và bị vỡ trận đó, Thì cái nguồn tiền đó nó sẽ chạy qua ngân hàng Và quý vị khi nó chạy qua ngân hàng cộng thêm cái phân lời đưa cao khuyến khích những người dân bình thường bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm đó quý vị thì họ sẽ tăng cái vốn ngân hàng lên và tăng cái vốn ngân hàng lên nó lại sẽ đưa vào ngân sách quốc gia để trả những món nợ đáo hạn cho phía Trung Quốc năm 23 24 để họ duy trì một cái ngõ vay tiền duy nhất tại vì bây giờ chỉ có Trung Quốc là cái nơi duy nhất cho họ vay tiền mà thôi vay tiền cho những cái dự án hạ tầng cơ sở vay tiền trong cái hệ thống ngân hàng của họ giống như tôi đã cắt nghĩa cho quý vị hôm trước hôm trước là tôi có cắt nghĩa toàn bộ cái hệ thống ngân hàng ở ngoài bắc của việt nam đều lệ thuộc vào trung quốc là như vậy là bởi vì họ vay tiền từ ngân hàng của trung quốc rồi sau đó họ giải ra những ngân hàng con để vay lại rồi những ngân hàng con lại cho những công ty những cá nhân vay tiền nó đi theo và với cái phân lợi cao thì quý vị việc này nó là một cái dây chuyền cho nên bây giờ tới cái phần đáo hạn trả tiền. Mà nếu in thêm nhiều tiền nữa thì sẽ không cản trở được lạm phát. Hôm nay quý vị thấy đồng Mỹ kim đã trên 25.000 đồng cho một đồng Mỹ kim rồi. Có nghĩa là bây giờ cộng sản phải bắt đầu tháo gỡ cái việc giới hạn cái thị trường tiền tệ để mà chấp nhận cái lạm phát để tránh một cơn khủng hoảng kinh tế. Mặc dù họ đã bước vào khủng hoảng kinh tế rồi, do đó Tại sao Cộng sản lại để cho đồng Mỹ Kim vượt quá 25.000 Mà nó giữ cái giá này suốt nhiều năm rồi quý vị Nó không muốn để cho đồng Mỹ Kim bị quá mức này Nhưng mà khi đồng Mỹ Kim đã lên giá Thì có nghĩa là tiền Việt Nam mất giá Mà tiền Việt Nam mất giá thì có nghĩa là lạm phát Do đó Nhưng mà nếu bây giờ nếu kềm chế lạm phát nữa Thì quý vị Nó sẽ đi tới tình trạng khủng hoảng kinh tế Do đó một mặt tăng phân lời một mặt là phải xả bớt cái khúc này ra cái khúc mà kiềm chế lạm phát này ra để làm gì để tình trạng quân bình cái vấn đề gọi là suy thoái kinh tế hay là khủng hoảng bây giờ họ đang bước vào cơn khủng hoảng kinh tế thứ nhất là tình trạng tôi đã cắt nghĩa hôm trước trong cái bài nói chuyện xuất nhập khẩu đã bị giới hạn thứ hai là cái vấn đề gọi là à, cái à, định hướng về kinh tế họ không có chứ vì thế họ không có một cái nền kinh tế chủ lực nào cả đây là một cái nền kinh tế tập tôi gọi là hỗn tạp chứ không có một cái rõ ràng về cái cái hướng đi kinh tế là sẽ phát triển nông nghiệp công nghiệp hay kỹ thuật nó không có cái nào rõ ràng hết tất cả đều nửa chừng xuân nửa chừng xuân hết do đó cộng sản không có một cái hướng đi kinh tế rõ nét và chính điều này nó làm cho nền kinh tế bị bắt bệnh và một phần lại bị giới hạn ở bên ngoài trong vấn đề xuất cản nữa do đó cộng sản không có cái 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 hướng đi về kinh tế và thứ ba tình trạng chống dịch đại dịch vừa qua cộng thêm tình trạng thiếu hụt các mặt hàng lương thực và các mặt hàng khác khiến cho giá cả mọi thứ đã tăng có nghĩa là tình trạng mặc dù kềm chế giá đồng à, đồng tiền Việt Nam để tránh bị lạm phát nhưng trên thực tế người dân đã phải mua hàng rất cao và quý vị còn nhớ cách đây khoảng hai ba ngày Báo Thanh Niên lên tiếng nói rằng lương công nhân Việt Nam sắp sửa tăng gấp đôi là nó đang báo hiệu cái dấu hiệu lạm phát xảy ra tức là bây giờ nó chấp nhận để cho lạm phát cao lên để tránh tình trạng bị suy thoái kinh tế thì quý vị nó xả cho đồng tiền Việt Nam ra bà và nó nói như vậy có nghĩa là lương quý vị có thể tăng gấp đôi nhưng giá cả thực phẩm và các phương tiện sống hàng ngày tăng gấp 3 gấp 4 lần luôn kể cả giá xăng giá điện giá gas giá nước nó cũng sẽ tăng gấp 3 gấp 4 lần luôn. So với tiền lương nếu mà nó thật sự nó tăng gấp đôi. Đây là cái dấu hiệu cho thấy là Việt Nam đang đối diện với một hậu quả kinh tế bế tắc và cái đảng cầm quyền tức là Hà Nội đang tìm cách thu tóm tất cả những cái nguồn cái nguồn tiền tư nhân vào trong ngân hàng. Do đó tăng phân lợi lên tới cận hơn 9.9% thì rõ ràng là gì quý vị? Họ muốn giữ nguồn tiền đó trong ngân hàng rồi chuyển nó qua bên cái ngân khố quốc gia để giải quyết những món nợ sắp sửa đáo hạn đối với Trung Quốc. Bởi vì quý vị, giờ phút này Cộng sản Việt Nam không thể vay tiền ở bất cứ một quốc gia nào hay một định chế tài chính nào trên thế giới. Do cái lý do mà tôi đã từng giải thích quý vị, thứ nhất là hệ thống tham nhũng quá nhiều. Thứ hai là cái hệ thống hành chánh quá công trình Và thứ ba là những món nợ đáo hạn không trả được. Ba điều này đã khiến cho những định chế đứng đầu thế giới, World Bank, IMF hay là ADB không muốn cho vay tiền nữa, trừ phi là cải tổ tất cả những điều này. Mà khi phát triển kinh tế không thể không vay tiền của những định chế. Tại vì có những cái định chế tài chánh này cho vay tiền mới xây dựng thêm được đường xá, mới xây dựng được ống cống, mới xây dựng được cầu đường, à, tu bổ các cái phi trường hay bến cảng. Thì quý vị họ đã không vay được nữa rồi thì bây giờ họ quay qua họ vay của trung quốc trong cái chương trình một vành đai một con đường thì trung quốc tài trợ cho vay nhưng bắt buộc phải dùng nhà thầu của trung quốc thì cái điều này nó đã khiến cho các món nợ dễ bị đáo hạn mà dự án xây không xong đó cái uh, cát linh hà đông là một thí dụ điển hình thì bây giờ quý vị các dự án mà xây dựng hạ tầng cơ sở của cộng sản bây giờ hầu hết là cái nguồn tiền vay từ trung quốc nhưng bắc kinh không phải quăng một cục tiền muốn làm gì thì làm Bắc Kinh chơi rất xỏ lá Họ chia cái khối tiền đó ra từng phân đoạn Và cái phân đoạn 1, phân đoạn 2, phân đoạn 3, phân đoạn 4 Có nghĩa là họ có thể cắt bất cứ giờ phút nào Nếu như phía Cộng sản Việt Nam bị thất hứa bất kỳ một điều gì Tức là ví dụ Cộng sản Trung Quốc cho Việt Nam vay 500 triệu Mỹ Kim Không phải là họ đưa một cục tiền 500 triệu Mỹ Kim đâu Họ sẽ phân ra từng giai đoạn Và trong từng giai đoạn đó Cộng sản phải giữ lời cam kết với Cộng sản Bắc Kinh Với lại ngân hàng của Trung Quốc Nếu mà sai phạm Họ ngưng họ ngưng lại là coi như không vay được nữa Họ ngưng lại là cái số tiền 500 triệu đó cũng không đủ Họ chia ra 5 công đoạn Hay ba công đoạn, 4 công đoạn gì đó Chứ họ không có phải là cho một lần đâu quý vị Do đó Cộng sản cần phải giữ cái tín dụng Cần phải giữ cái tín dụng Là phải trả nợ Và phải trả nợ đúng hạn là điều thứ nhất thứ hai là phải giữ những lời cam kết đã ký kết với ngân hàng của trung quốc trong đó có rất nhiều điều kiện trói buộc và quý vị chính điều này mà bây giờ cộng sản tìm đủ mọi cách để hút cái nguồn tài sản của dân chúng qua tiền mặt tức là để cho cái dân chúng tìm cách bán đi những tài sản của mình lấy tiền mặt gửi vào ngân hàng mục đích của cộng sản là thu gom tiền mặt từ thị trường chứng khoán cho tới người dân bình thường. Làm chủ một vài miếng đất, bây giờ sợ phải bán đi. Thì quý vị khi bán đi xong cái tiền mặt đó để ở đâu? Cuối cùng nó vào ngân hàng. Và ngân hàng thì dưới sự kiểm soát của ngân hàng trung ương, thì cái tiền đó được sử dụng để trả các món nợ đáo hạn sắp tới. Để tiếp tục duy trì cái tiệp, cái tài khóa cho năm tới tiếp tục được vay tiền, nếu như không, họ sẽ không vay được tiền. Và đây chính là cái điều mà Nguyễn Phú Trọng Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc Bởi vì họ đã bế tắc hoàn toàn Dưới cái áp lực của cộng đồng quốc tế Về việc cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế Cộng sản đã không muốn làm Họ chỉ mua thời gian Từ cái hiệp ước EFTA với lại Âu Châu cũng vậy Tức là họ tìm cách mua thời gian Để tránh né thôi Họ không muốn cải tổ mà ngày nào chưa cải tổ thì ngày đó vẫn bị giới hạn cái việc gọi là xuất cản và vay mượn ở bên ngoài do đó bây giờ họ tập trung vào Trung Quốc và đó cũng là một trong những lý do mà Nguyễn Phú Trọng trong tuần lễ này phải bay tới Trung Quốc tại vì ông ta mong rằng Tập Cận Bình sẽ chăm trước một số những món nợ và đồng thời có thể cho phía Cộng sản Việt Nam vay thêm tiền cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. Nếu Tập Cận Bình gật đầu, thì đổi lại nguyễn phú trọng phải cam kết cái gì quý vị câu hỏi là câu trả lời không có cái gì miễn phí cả nhất là đối với trung quốc họ cho mượn một họ lấy ba lấy năm lần chứ họ không bao giờ cho mượn một lấy một đâu vậy thì nếu như nguyễn phú trọng kỳ này bay tới trung quốc ngày chủ nhật tuần này thì cái lời để mà đạt được những cái ca thỉnh nguyện của ông ta với tập cận bình tức là những cái mà ông ta muốn tập cận bình à, mở rộng cái thị trường cho việt nam cho vay dễ dàng hơn hay là tiếp tục hỗ trợ cho cộng sản việt nam thì đổi lại ông ta sẽ phải đáp trả tất cả những cái đòi hỏi điều kiện nào của tập cận bình và tập cận bình sẽ đưa những điều kiện đòi hỏi nào để buộc phía cộng sản việt nam phải đáp ứng quý vị đây chính là cái mà quý vị nhìn thấy rõ từ những bản tin này tôi phân tích cho quý vị thấy tình hình nghiêm trọng của Việt Nam khủng hoảng kinh tế và cái đảng cai trị bây giờ đang ráo riết tìm đủ mọi cách để lắp những cái lỗ quá lớn mà họ đã tạo ra trong mấy năm qua mà những cái lỗ này quý vị càng lắp lỗ này nó mọc lỗ khác nó mọc lỗ kia và cộng sản đang hoảng loạn ở trong cái cái cái, cái guồng máy cai trị cộng thêm Trung Quốc lại tập cân bình lại ngồi thêm nhiệm kỳ nữa tức là những gì mà tập cận bình muốn cộng sản việt nam phải thỏa mãn còn nếu như không họ sẽ đối diện với một cái nguy cơ là nội bộ của cộng sản sẽ có những cái cuộc giành giật đấm đá còn khốc liệt hơn là cái lò đốt củi của nguyễn phú trọng nữa và điều này nó ảnh hưởng tới cái sự bất mãn ngày càng cao của dân chúng và quý vị thấy ngày hôm nay bên quân đội đã đưa ra rồi phạm văn giang đã đưa ra bốn cấp gọi là À, hỗ trợ của quân đội, bốn cấp đó mục đích là tìm đủ mọi cách để trấn áp xã hội Nếu như trường hợp mà à, cái thị trường tài chánh, thị trường địa ốc, thị trường chứng khoán và thị trường tiêu thụ của người dân bị vỡ trận Thì lúc đó họ sẽ không kiểm soát được 90 triệu, gần 100 triệu dân nữa Tình trạng nổi loạn sẽ diễn ra bất cứ giờ phút nào Và đây là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam đang rất hoảng loạn trong cái chính sách đối ngoại Và kể cả cái việc mà làm cách nào Để trấn an xã hội Trong lúc mà khủng hoảng kinh tế Và không có đường hướng giải quyết Ok quý vị Đó là cái bài Hilton Nhật Ký Phần 2 chiều ngày hôm nay của tôi Để quý vị thấy rõ cái bức tranh Mà đảng Cộng sản Việt Nam đang đối diện Và tìm cách gọi là à, Duy trì cái quyền lực của họ Như thế nào qua cái chiến lược Gọi là đập vào thị trường chứng khoán Dồn tiền vào ngân hàng để có tài tránh và để có tiền mặt nhằm trả những món hàng đã đã đáo hạn, những món nợ đã đáo hạn đồng thời tìm cách duy trì cái hiện trạng để tránh sự nổi loạn của dân chúng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái chương trình Hưu Tinh Nhật Ký này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.